Xin chào hết tất cả các anh chị và các bạn nha. Tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay ở bên Mỹ là ngày thứ năm 22 âm lịch, thì coi như còn một tuần nữa là đến Tết rồi nha. Thì bữa nay mình đi chợ Tết, chợ đây là chợ Việt Nam, một trong hai chợ lớn nhất ở tại thành phố Atlanta nha. Chợ này thì cách nhà mình khoảng cỡ chừng 10 phút. Và bây giờ thì buổi sáng mới 10 giờ sáng thôi, nhưng mà thấy cũng có gọi là khá đông người Việt mình bắt đầu đi chợ rồi đó. Bây giờ đi vô chợ đi mua ít đồ sẵn thì mình muốn chia sẻ coi cái hôm nay chợ Việt Nam mình ở đây coi như thế nào nha. Phía trước chợ thì có gọi là trưng những cái bông á, bông giả chứ không phải là bông thiệt nha. Chợ này có tên là chợ City Farmer Market, chợ Việt Nam. Quang cảnh phía bên ngoài chợ nè. Đó, phía đằng kia thấy người ta cũng có chuẩn bị, cái gì cũng thấy có ra vẻ Tết rồi đó. Chợ này cũng lớn lắm nha, cũng đầy đủ hết tất cả các cái cửa hàng, nhà hàng. Rồi giờ đi vô chợ nha. Dưa hấu nè, dưa hấu một trái như vậy là 9 đồng 49 nha. Nó cũng rất là nhiều dưa hấu. Hôm nay nhỏ, hôm nay rẻ. Dạ. Trái nhỏ nó là 4 đồng 99. Hai loại. Cái bên đây có như là bánh mứt để về chưng mấy ngày Tết này, cũng như là bông. Mứt thì có như là mứt chuối, mứt hạt sen, các loại mứt luôn, mứt dừa. Bông thì có là bông hoa lion. Bông này cũng chưa có nhiều gì mấy đâu, 5 đồng 99. Cái này có như là bông cúc nè, bông cúc 10 đồng 99, nó cho một chậu rồi nè. Hôm nay thì mình thấy cũng chưa có nhiều gì mấy nha, nhưng mà về chân thì cũng được. Cũng có bưởi, là bưởi để mình chân Tết nè, bưởi rượt hồng, 3 đồng 49 cho một thau. Các loại trái cây thì cũng như cũng đã thấy có nhiều rồi. Rau cải, thịt cá, đi lắc đi dây dài dài xuống dưới. Bia rượu cho mấy ngày Tết cũng có luôn. Đầy đủ hết trơn nha. Đầy đủ hết nha. Thịt cá, nước tương, nước mắm, coi như là mọi thứ là đã sẵn sàng hết rồi đó, rất là nhiều luôn nha. Bây giờ cũng như mình sẽ đi là một vòng, mình sẽ quay chia sẻ thêm nữa. Có như rước ông táo nè, để cho ngày 23 Tết á. Chỗ này cũng có đầy đủ hết trơn nè, cúng thổ địa, rước ông táo, đưa ông táo về trời. Đó. Cho đến ngày hôm nay thì gọi là bông hoa điều đó mình thấy cũng chưa có gọi là nhiều quá nha, chắc có lẽ là vài ngày nữa. Cũng ở trong khu chợ này luôn nè, người ta cũng có làm cái chỗ để chụp hình cho mấy ngày Tết nè. Đó. Năm nay thì có hội hoa xuân ngày thứ bảy, đây thứ bảy chủ nhật ngày 3 ngày 4 tháng 2 2024 nha, cũng ngay tại chợ này luôn. Có múa lân, đốt pháo. Đó. Này là mấy cái
tiểu cảnh để mình chụp hình chơi. Đó. Cũng rất là dễ thương. Bên đây thì bán đồ ăn đồ uống, đồ ăn Việt Nam mà cũng có đầy đủ hết nha. Cháo, hủ tiếu, bánh canh, bún bò Huế, xôi, chè. Đó. Giờ này mới có buổi sáng mà thấy cũng có nhiều người đi mà chưa có đông, chắc lẽ là buổi trưa và buổi chiều quá sẽ đông hơn. Thì đây là một chợ, bây giờ mình sẽ đi thêm tới một cái chợ Việt Nam thứ hai nữa nha, đi tới chợ Hồng Kông ở gần nhà đi, để xem coi cái chợ kia nó như thế nào nha. Chợ này thì bây giờ thấy cũng chưa có đông gì mấy, cũng chưa có nhiều, chủ yếu là mứt rồi này kia thôi, bánh mứt là nhiều thôi, chứ trái cây thấy cũng chưa có nhiều, bông hoa cũng chưa là có nhiều. Cửa hàng gift shop, nhà hàng ăn uống, bán lịch đồ, bán đồ trưng cho mấy ngày Tết thì nhiều thôi. Bánh mì mới ra lò. Do mình đi buổi sáng sớm á, thì cho nên bây giờ cũng không phải là quá đông nha. Buổi chiều và cũng như những ngày cuối tuần á, thì sẽ là đông hơn. Cũng như hôm nay á, thì chỉ mới là ngày 22 âm lịch thôi, cũng còn hơi sớm chút xíu á. Khu này là khu chợ City Farmer nha. Bây giờ mình sẽ đi về gần ở trên nhà, sẽ ghé chợ Hồng Kông, cũng chợ Việt Nam ở gần nhà, để xem thử cái tình hình như thế nào nha. Thì đây là một trong hai khu chợ Việt Nam lớn nhất ở đây bây giờ. Từ đây chạy về trên nhà thì chỉ có 10 phút thôi. Nó cũng có người đi mà không phải là quá nhiều. Thông thường thì nhất là cuối tuần thì những người Việt mình ở những vùng cách đây vài tiếng đồng hồ, người ta về đây thì là mới đông. Đây là cũng là của cái khu vực chợ nè, hồi nãy mình đi ở trong, còn đây là ở bên ngoài. Chỗ này cũng có cái bảng là cung chúc Tân Sơn 2024. Nhìn thấy thì cũng có cái chút xíu gọi là không khí Tết rồi. Sẽ có như là múa lân, đốt pháo được nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới khu chợ Hồng Kông. Thì bây giờ mình tới chợ Hồng Kông, chợ Việt Nam. Chợ này thì ở gần nhà hơn. Chợ City Farmer, chợ Hồng Kông này là cùng một hệ thống chợ nha, cùng một người chủ á. Ở cách nhau thì có 10 phút thôi. Chợ này bây giờ thì hơn 11 giờ sáng á. Mình thấy như là có vẻ đông hơn chợ hồi nãy á. Như thấy có phần là nhộn nhịp hơn, đông đúc hơn. Để mình sẽ đi đảo một vòng thử nha. Xem chơi. Thấy em bãi xe coi như là đậu rất là nhiều xe rồi. Hình như mình theo như mình thấy thì chợ này là có trước chợ City Farmer, cho nên người Việt mình thì vẫn thích chợ này hơn. Ở đây thấy có như là hoa lan đất
25 đồng 99, coi như 26 đồng cho một chậu vậy nha. Hoa lan đất. Còn cái này cũng vẫn là mấy cái dây bông này cũng giống như chợ City Farmer hồi nãy thôi, cũng không có gì khác nhiều, cũng chưa có nhiều nữa. Mấy năm trước thì mình thấy vào những ngày gọi là 1-2 ngày nữa đến Tết thì là mới có nhiều thôi, chứ còn bây giờ thì cũng chưa có luôn. Cái này New Year, cái này làm giống như bông giả nè, 26 đồng 99 cho ông chậu nè, để mình trưng mấy ngày Tết thôi. Phía trong này cũng có như là dưa hấu rồi kia thôi, bánh chưng 28 đồng 99 thôi, bánh tét. Ở trong chợ này thì mình thấy bán trái cây, rau củ cải đó thì nhiều hơn mấy chợ kia. Ta cũng có đủ hết trơn nha. Xoài, cam, quýt, mãng cầu. Cái này là lưỡi heo nè. Lưỡi heo 3 cái gì là 5 đồng 79 nha. Đó, này mua về làm giò thủ. Đó, lỗ tai heo. Ruột heo. Nó đầy đủ hết trơn luôn, xương ống, xương giò. Này lỗ tai heo nè. Lỗ tai heo vậy 3 cái nó là 5 đồng 42. Nó coi như là đầy đủ để cho mùa Tết hết rồi nha. Hàng cá này thì ở đây cũng có đủ hết tất cả các loại cá luôn nha. Cũng nói chung là cũng nhiều á. Mua thì xong thì có người ta sẽ làm luôn là cho mình luôn. Thịt cũng nhiều, cá cũng nhiều, nói chung là tất cả là sẵn sàng cho là Tết rồi nha. Ở bên kia là cũng đường, muối, nước mắm, gạo. Đó. Chợ này cũng rất là nhiều bánh mứt các loại luôn nha. Rất nhiều, rất nhiều, đông vui. Nhìn thấy rất có không khí nha. Trưng bày thấy cũng bắt mắt nha. Nhưng mà cũng là bông giả đó nha, không phải là bông thiệt nha. Đó. Cũng có pháo nữa nè. Pháo này cũng pháo giả luôn. Nhìn cũng nhìn là cũng giống lắm đó chứ. Treo về nhìn thấy có không khí Tết nè. Tiệm sửa giày dép dây nịt, tiệm bán bánh mì. Năm nay đây treo pháo nhiều dữ rồi ta. Nó bánh mì mới ra lò luôn nha, cũng đầy đủ hết trơn, đông vui. Tiệm sửa quần áo nè. Chợ Hồng Kông. Nhạc sưng có mọi nơi luôn nha. Nó thì ở ngay đây nè, người ta cũng làm một cái cổng nha, coi như vách lá chúc mừng năm mới Tết. Còn phía bên ngoài thì giờ này cũng rất là đông người đi chợ rồi. Hôm nay thì bầu trời nhìn cũng trong xanh, cũng đẹp, đông vui. Quang cảnh chợ Tết Việt Nam ở Mỹ nha. Thì ở đây có tới 3 khu chợ Việt Nam đó nha. Còn một chợ nữa là chợ Bến Thành, cũng cách đây khoảng cỡ chừng 10 phút thôi. Nhưng mà chợ Bến Thành thì nhỏ hơn hai chợ này. Chợ này được xem là lớn nhất, sung túc nhất. Đó, coi như đi một vòng như là giáp rồi nha. Mình nghĩ rằng bây giờ cũng gọi là bắt đầu đông rồi đó. Nhưng mà buổi chiều thì sẽ là đông hơn, vui hơn.
giờ này cũng có nhiều người gọi là bắt đầu đi chợ đi. Hồi nãy do mình đi chợ City Farmer đi còn sớm quá nên thấy cũng còn vắng ít người. Nhưng mà chợ này thì bây giờ bắt đầu là gần 12 giờ trưa đây. Mình thấy thì đông đúc hơn, nhộn nhịp hơn đây. Coi như còn đúng có một tuần nữa đến Tết rồi mà. Nó toàn là tên tiếng Việt không ha, ở đây ha. Nhà hàng, mấy cửa hàng đó bán vàng, bán đồ ăn uống, phở này kia luôn nè. Tiếng Việt không? Ngay khu Việt Nam à. Tiệm vàng, tiệm chăm cú rồi nè. Đó. Ok, cảm ơn hết tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi ha. Và cũng như mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm ở những ngày cận Tết nữa nha, xem như thế nào nha. Xin chào và hẹn gặp lại.